xin chào tất cả các bạn. Thì lại là Tuấn đây. Thì hôm nay đến với video này thì Tuấn xin cập nhật lại. Thì chạy công ty của Tuấn đang là công Honda Hồng Đức 3, địa chỉ cửa hàng là 135 đường Cách Mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì đầu clip thì Tuấn cũng xin chia sẻ cho các bạn sơ về cái chương trình khuyến mãi hiện tại của cửa hàng Honda Hồng Đức 3 của Tuấn. Hiện tại Winner X đang được chương trình sắm Winner X 0% lãi suất, ưu đãi bất ngờ trị giá lên đến 12 triệu đồng. Chương trình thứ hai đón Giáng sinh mừng năm mới tưng bừng ưu đãi, hỗ trợ 100% lễ phí trước bạ cho tất cả các dòng xe luôn nha mọi người. Chương trình vẫn đang áp dụng rất là hấp dẫn. Kèm theo đó là chương trình thứ ba sắm A Lách hiệu vàng ngay tiền triệu, hỗ ưu đãi lên đến 3 triệu đồng đó. Thì hiện tại chương trình gần dịp Tết này là rất là nhiều. Sẵn kế luôn, Tuấn cũng xin giới thiệu cho các bạn các dòng xe nhập khẩu hiện tại của cửa hàng CB300, Super Cup, Atmo, A Lách và Winner X. Hiện tại những cái chương trình rất là nhiều, thì mong chờ các bạn đến cửa hàng để ủng hộ. Thì các bạn ơi, thì hôm nay Tuấn xin nhấn mạnh nội dung của cái video này là Tuấn sẽ tính về móc xe trả góp. Và một cái tin vui cho các bạn á, là hiện tại cửa hàng Honda Hồng Đức 3 của Tuấn đang có chương trình chạy cho dòng xe SH, SH Mo với lãi suất cực kỳ hấp dẫn luôn, chỉ có 0,79% thôi. Thì Tuấn có tính sơ về cái dòng xe SH Mo cho các bạn. Giá SH Mo hiện tại chỉ có 65.990.000, thì các bạn chỉ cần trả trước giúp Tuấn là 19.800.000 và công ty hỗ trợ là 46.190.000 đồng. Thì góp 10 có 3 móc góp, 12 tháng chúng ta góp 4.503.000, 15 tháng có móc góp là 3.679.000 và 18 tháng có móc góp là 3.131.000 đồng. Kế đó thì Tuấn xin phép được cập nhật về cái chương trình cho SH lớn cho các bạn. Thì SH chúng ta hiện tại 125 CBS đang có giá là 84.490.000 đồng. Các bạn chỉ cần trả trước là 25.400 và vay lại là 59.090.000 thôi. Thì vẫn có 3 móc góp cho các bạn lựa chọn. 12 tháng chúng ta góp 5.755.000, 15 tháng có móc góp 4.703.000 và 18 tháng có móc góp là 4.002.000 đồng đó các bạn. Đó, thì cái dòng xe này là dòng xe SH được sơn độ màu cam lên vô cùng là sắc sảo và đẹp mắt, cùng với chế độ bảo hành 3 năm. Thì Tuấn sẽ cập nhật thêm về cái dòng xe SH 150 CBS đang có giá bán là 104.490.000 đồng. Chúng ta chỉ cần trả trước là 31.400 và vay lại 73.090.000. Thì ba móc góp chúng ta như sau: 12 tháng là 7.119.000, 15 tháng có móc góp là 5.815.000 và 18 tháng có móc góp là 4.947.000. Rồi, Tuấn sẽ cập nhật cho các bạn thêm về dòng xe Alex. Thì dòng xe Alex của chúng ta đang được ưu đãi lên đến 3 triệu đồng. Thì 3 triệu đồng đó là gì thì Tuấn sẽ báo cho các bạn. 3 triệu đồng khi chúng ta mua dòng xe Alex này có chứng minh nhân dân, xin lỗi, có gặp quẹt gốc hoặc là giấy hẹn, thì chúng ta sẽ được hoàn trả lại 2 triệu đồng tiền mặt và có quà tặng 1 triệu đồng. Quà tặng của tháng này cực kỳ hấp dẫn luôn mọi người ơi. Thì giá xe Tuấn sẽ cập nhật cho các bạn là 43.690.000 với phiên bản 125. Chúng ta chỉ cần trả trước là 9.690.000 và 3 móc góp, mỗi tháng 18 tháng có móc góp là 2.332.000, 20 tháng có móc góp là 2.146.000 và 24 tháng sẽ có móc góp là 1.867.000 nha mọi người. Những mẫu sơn này là mẫu sơn độ rất là đẹp mắt luôn các bạn ơi. Tiếp theo đó là cái chiếc xe mà coi như là nữ hoàng của dòng xe phái nữ luôn, giá thì thành rất là tuyệt vời. Hiện tại giá xe Vision đang có giá bán là 34.990.000, thì các bạn chỉ cần trả trước giúp Tuấn chỉ có 7 triệu đồng thôi và các bạn có tới 6 móc góp luôn. Các bạn góp mọi giúp Tuấn là 6 tháng là 5.298.000, 9 tháng có móc góp là 3.628.000 đồng, 12 tháng có móc góp là 2.794.000. Đối với 15 tháng thì chúng ta có móc góp là 2.295.000, 18 tháng thì 1.963.000 và 24 tháng là 1.549.000, lãi suất cực kỳ hấp dẫn, chỉ có 0,99% thôi mọi người ơi. Thì thời điểm này là rất là thời điểm thích hợp nhất để các bạn sử dụng và mua xe. Thì Tuấn cũng xin phép cập nhật tiếp theo về dòng xe Vanfa và Palace cho các bạn.
thì khi chúng ta mua dòng xe Alfa Plus, trên chương trình mua Plus Alfa ưu đãi thả ga, ưu đãi lên đến 2 triệu đồng. Khi các bạn mua xe Alfa Plus đăng ký về Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng thì chúng ta sẽ được hoàn trả là 1 triệu đồng tiền mặt và gói quà tặng lên đến 1 triệu đồng nha mọi người. À, Tuấn cũng có tính về cái mốc góp của dòng xe Alfa hiện tại là chúng ta chiếc Alfa chúng ta chỉ có giá là 19.790.000, thì chúng ta có 3 mốc góp như sau: mỗi tháng 6 tháng thì chúng ta góp là 2.533.000, 9 tháng là 1.765.000 và 12 tháng có mốc góp là 1.383.000. Đó. Thì video này á thì Tuấn sẽ cũng chia sẻ cho các bạn những cái dòng xe hiện tại đang được chương trình góp rất là hấp dẫn luôn. Winner X thì chúng ta đang được hỗ trợ lên đến 12 triệu đồng luôn nha mọi người. Thì 12 triệu đồng đó là gì thì Tuấn cũng xin phép chia sẻ là được giảm 5,5 triệu đồng vào giá xe. Gói lãi suất ưu đãi 0% lãi suất cho dòng xe Winner X trị giá lên đến 3 triệu đồng, kèm theo gói quà tặng lên đến 1,5 triệu đồng. Khi chúng ta có xe cũ đổi xe mới cho tất cả các dòng xe của tất cả các hãng mang đến cửa hàng thì bên Tuấn sẽ thu vào và giảm ngay trực tiếp 1 triệu đồng vào giá xe cho tất cả các bạn luôn. Đó, thì cái giờ thời gian này là cái dịp mà tất cả có để các bạn mua sắm xe để sở hữu những con xe đẹp với giá thành cực kỳ hấp dẫn cùng những cái gói quà tặng rất là ưu đãi luôn. Thì Tuấn vẫn nhấn mạnh luôn, cái dòng xe SH hiện tại đang được chạy rất là tốt cho các bạn đam mê dòng xe này. Thì còn ngại ngùng gì nữa mà không nhanh chân đến ngay Honda Hồng Đức 3, địa chỉ 135 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Để nhắc lại sau rồi, dòng xe đã được. Để sở hữu những con xe này thì cũng cuối video rồi, thì Tuấn cũng sẽ cập nhật lại lần cuối cùng. Dòng xe hiện tại đang được sở hữu chương trình 0,79 và 0,99 khi mua xe trả góp là áp dụng cho dòng xe SH lớn nè, SH Mo nè, Alex nè, Vision và cuối cùng là dòng xe Alfa. Rồi thì cuối video thì Tuấn cũng xin phép là chúc các bạn có một ngày làm việc tràn đầy sức khỏe. Video này thì được up vào ngày 3 tây tháng 12. Thì cuối video nếu mà các bạn thấy video này hay thì nhớ like và chia sẻ giúp Tuấn nha. Thì Tuấn xin chào tất cả mọi người ạ.